Qua khung cảnh đặc biệt của chúng ta thì cho Diêu Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine cũng như trong ngày lễ độc lập ngày hôm qua mà Tổng thống Zelensky ông nói những gì về tình hình đất nước hiện nay với đất nước Ukraine và có sự góp mặt của nhiều quốc gia đến thăm ở Ukraine vào cái ngày kỷ niệm 33 năm ngày thành lập đất nước của Ukraine vào năm 1991, kính thưa bạn, thì phải nói trong cái không khí rất là tưng bừng và cũng như giữa thời điểm mà ông đã trao tặng huân chương cho những chiến sĩ anh hùng, đặc biệt nhất là đơn vị không quân và cũng như cả binh đoàn mà Tổng thống Zelensky ông mới vừa thành lập, đó là đơn vị máy bay không người lái, thì ông cũng trao huy chương cho ở nhờ những chiến sĩ của mình. Diêu Danh cũng có xem vào ở trong Facebook của Diêu Danh, các bạn cũng thể xem trong cái khung cảnh rất là đặc biệt ở vào cái ngày lễ độc lập, mà cái ngày độc lập hôm nay tức là cái ngày bình yên nhất chưa từng có, cho là Nga không có tấn công. Qua những gì từ tình báo của Hoa Kỳ và lẫn cả đại sứ Hoa Kỳ đã gửi một thông điệp cảnh báo, đó là cũng dịp may cho nghĩa là Ukraine. Và Tổng thống Zelensky ông cũng tiếp đón với là Tổng thống của Ba Lan và Thủ tướng của Estonia cũng như nhiều quan khách khác đã đến tham dự vào cái ngày độc lập ở tại thủ đô Kiev, đất nước của Ukraine. Thì ông nêu ra nhiều vấn đề về tình hình chiến sự hiện nay cũng như những gì mà ông đã lên tiếng, đặc biệt nhất là với lời của Tổng thống Zelensky, ông cũng nhắn một thông điệp đến Putin nói đến việc mà giữa cuộc chiến ngày hôm nay. Tổng thống Zelensky ông nói là hiện nay lực lượng quân đội của Ukraine có thể tấn công vào những mục tiêu quân sự của Nga bất cứ ở nơi nào trong lãnh thổ đất nước của Nga. Đây là những lời của ông đã nêu ra, thì ông nói diễn thuyết rất dài, rất nhiều, kính các bạn, thì Diêu Danh không thể chia sẻ hết cùng với tất cả các bạn qua lời của Tổng thống Zelensky. Nhưng nếu như chia sẻ hết thì chắc là hết chương trình luôn. Chúng ta không thể cập nhật những tin tức đang sôi động khác hiện đang diễn ra trong 24 giờ. Mà hiện nay theo lời của Tổng thống Zelensky thì đầu tiên đó là một trong tin mừng giữa hai bên đã trao đổi tù binh chiến tranh lẫn nhau, Nga và Ukraine, mỗi bên 115 người. Và hiện tại thì những binh sĩ của Ukraine gồm có là hải quân và vệ binh quốc gia cũng như những đơn vị lực lượng biên phòng của Ukraine đã được trao trả, như vậy đến 115 người. Thì đây là một cái tin mừng cho Ukraine sau khi cách ta đã mở một nhịp cầu nối và trao trả tù binh giữa hai bên. Thì nói đến tình hình hiện đang diễn ra trong 24 giờ mà Tổng thống Zelensky ông giới thiệu qua những mẫu hỏa tiễn từ Ukraine sản xuất với hỏa tiễn không người lái, và những hình ảnh và những gì mà ông đã nêu ra, và hỏa tiễn này ở tầm bay có thể lên tới là hàng ngàn cây số và mục tiêu chính xác, tấn công chính xác trúng mục tiêu 100% qua những gì từ Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra, kính thưa bạn, thì cho thấy tình hình hiện nay tức là Ukraine tự sản xuất vũ khí của mình một cách thần tốc chưa từng có. Thì Tổng thống Ba Lan và gần cả Thủ tướng của Estonia cũng đã gửi lời chúc mừng đến Ukraine về phát triển công nghệ quân sự, và đặc biệt nhất là Estonia đã lên tiếng cho biết là họ sẽ hỗ trợ thêm cho Ukraine trong thời gian sắp tới là một gói vũ khí khổng lồ với những hỏa tiễn và lẫn cả máy bay không người lái và hệ thống phòng không. Còn lại Tổng thống Ba Lan thì các bạn biết Ba Lan cũng hỗ trợ cho Ukraine rất nhiều, từ máy bay Mi-29 và Su-24 và vũ khí cho Ukraine nhiều, thật nhiều. Ông cũng cầu mong rằng là đất nước sớm chấm dứt chiến tranh với những gì mà công ước hòa bình cũng như luôn cả Ukraine. Ông nêu ra vấn đề và cuộc đàm phán sắp tới là hy vọng rằng là trong năm 2024 này sẽ chấm dứt cuộc chiến tranh để đất nước Ukraine tái thiết đất nước và xây dựng cơ sở hạ tầng của Ukraine được vững chắc. Đó là những gì trong cái ngày độc lập hiện đang lên tiếng hôm nay. Thì tình hình hiện tại nói đến chiến sự ở tại tỉnh Khuốc hiện đang diễn ra trong vòng 4 giờ,
mà những gì lực lượng quân đội Ukraine đã tạo được thành tích và những cuộc tấn công của quân Nga một cách sâu đậm chưa từng có. Nói hiện nay, kính thưa bạn, thì Nga đã dùng quân lên tới là 2 lữ đoàn. 2 lữ đoàn của Nga có thể là phản công Ukraine bất cứ giờ phút nào để chiếm lại thành trì của tỉnh quốc. Nhưng dấu hiệu cho thấy là nhiều báo chí đặt câu hỏi tại sao 2 quân đoàn của Nga lại là không động binh, cũng như không có một dấu hiệu nào mà hoàn toàn họ là phòng thủ. Theo hãng thông tấn AP đề cập đến về quân của Nga hiện đang kéo quân về ở tại tỉnh quốc ngày hôm nay, họ không tấn công là gì? Quân này là thuộc quân tệ hại, là quân tân binh, cũng như những dân quân phường và địa phương Nga lôi về đây để là phòng thủ, chứ không phải là tấn công. Dấu hiệu cho thấy là Nga đang cạn kiệt và nhiều tình tiết khác. Vì vậy, trước tình cảnh này, kính thưa bạn, thì Nga đang rơi vào tình trạng khó khăn thật sự và luôn cả vũ khí trong ngày hôm qua. Thì Joanne có thưa cùng với tất cả các bạn là lực lượng quân đội Ukraine chiếm thêm 2 thị trấn nữa. Và bây giờ cuộc chiến đó vẫn còn đang tiếp tục, mà lực lượng quân đội Ukraine đã tạo thành những cái mối kết để chiếm sâu hơn ở trong lãnh thổ của đất nước Nga, trở thành một vùng điểm như lời của Tổng thống Zelensky ông đã tuyên bố. Vì vậy, trước tình cảnh ngày hôm nay, Nga coi như là đang bó tay ở tại tỉnh quốc, dù rằng có những cuộc đụng độ không phải là lớn, chẳng hạn như ở khu vực nhà máy hạt nhân ở tỉnh quốc thì cuộc giao tranh quyết tử. Mà nhìn qua tình hình hiện nay, nói đến nhà máy quốc ở điện hạt nhân của Nga, lực lượng quân đội Ukraine có thể chiếm lấy thời gian gần tới. Hiện tại thì một trong tin tức vào ngày hôm qua, chính lực lượng quân đội Ukraine đã tung tin ở tại hàng rào giáp tường của nhà máy hạt nhân đã có ký hiệu của lực lượng quân đội Ukraine, hình tam giác đã đến trinh sát nơi đây. Tức là lực lượng quân đội Ukraine đã tiến sâu vào ở bên trong, nhưng chưa có những cuộc đánh lớn để tránh ra những trường hợp nhà máy hạt nhân bị rì rõ chất phóng xạ, cũng như những tiếng nổ vang có thể ảnh hưởng đến nhà máy hạt nhân. Tình tiết này tức là hiện nay là Nga đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Còn lại số quân 3.000 quân của Nga ở tại tỉnh quốc ra sao? Theo các báo chí bình luận cho rằng là Nga không có đường lựa chọn. Một là số 3.000 quân này, một là phải chờ đợi, nhưng chờ đợi rồi cũng chết. Tức là không có phương tiện, không có vũ khí để tiếp ứng và luôn cả những gì mà Nga đã tuyên bố. Còn lại về lực lượng quân đội Ukraine đã đánh sâu ở bên trong, mà bộ quốc phòng của Ukraine đã công bố là phá hủy 1 tòa nhà bộ chỉ huy và 2 kho đạn ở tại tỉnh quốc. Thì nhìn qua hình ảnh Mi-29 đã tập kích bằng bom của Pháp, kính thưa bạn, bom của Pháp chứ không phải bom của Hoa Kỳ, chính xác trúng mục tiêu với đoạn video 1 quả, 2 quả cầu lửa phải nói là khổng lồ và 1 cụm khói khổng lồ ở tòa nhà chỉ huy của Nga đã bị sập hoàn toàn và kho đạn cũng đã bị nổ. Đó là chi tiết về tình hình chiến sự đang diễn ra trong 24 giờ mà ở tại tỉnh quốc. Còn lại về tình hình ở tại miền Bắc tỉnh Kharkov, vào ngày hôm qua Nga cũng có tấn công 1 tên lửa. Thì theo tin tức từ Ukraine cho biết là đã có 1 người bị thương và 1 người chết dưới cái tên lửa này, vì nó không nằm ở trong cái khu vực của phạm vi mà hệ thống phòng không của Ukraine để kiểm soát. Vì vậy là có trúng và 1 người chết và bị thương. Thì Nga tuyên bố là sẵn sàng đáp trả và không để cho ngày độc lập của Ukraine được bình yên. Nhưng tin tức từ tình báo Anh Quốc và luôn nhiều hãng tin khác đã đăng tin, trong đó có cả Nga cũng đăng tin, một trong tin tức đang sôi động là sau khi cuộc họp của tham mưu trưởng Ukraine ông Zelensky, thì các bạn biết là ngày quốc khánh ở tại Ukraine, thì tham mưu trưởng Ukraine ông Zelensky ông phải ở chiến trường. Và trên dưới như vậy là hiện nay có 2 lữ đoàn hiện đang tập hợp chờ sẵn ở khu vực biên giới Sumy. Hiện tại Ukraine có thể mở một cuộc tấn công vào ở Kyiv hay khu vực khác. Hiện nay theo tin tức từ tình báo Anh Quốc nhận định cho biết
là Ukraine có thể mở đợt tấn công dưới hai khu vực, một là bên Ruột, hai là Gryan. Đặc biệt nhất là hiện nay ngay bây giờ, với lực lượng quân đội của Ukraine đang chờ lệnh là theo hướng của Hichichi, nằm trong khu vực của tỉnh Gryan. Có phải là Ukraine chuẩn bị một cuộc tập kích mới hay không? Điều này thì chưa xác định cụ thể, nhưng trong 24 giờ thì chưa có dấu hiệu nào lực lượng quân đội Ukraine bắt đầu mở cuộc hành quân. Nhưng có thể là trong vài ngày tới, Ukraine sẽ mở rộng vùng kiểm soát, vùng điểm nằm trong lãnh thổ đất nước của Nga, như lời của Tổng thống Zelensky ông đã tuyên bố ngày độc lập, và ông nói bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày mà chúng tôi đánh dấu sức mạnh của lực lượng quân đội Ukraine, và chúng tôi giữ vững cũng như bảo vệ thành trì đất nước của Ukraine. Và cuộc chiến hôm nay chúng tôi không để ở trong lãnh thổ của đất nước Ukraine mà phải ở trong lãnh thổ đất nước của Nga, để cho người dân Nga thấy được cái cảnh tang thương mà chính Nga đã xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Putin phải trả một cái giá đó để cho người dân của Nga hãy xuống đường và kêu gọi Putin chấm dứt ngay một cuộc chiến tranh này và rút quân rời khỏi lãnh thổ đất nước Ukraine để ngồi vào cuộc đàm phán. Đó là cái giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine, theo lời Tổng thống Zelensky phát biểu ở tại buổi lễ của ngày quốc khánh của Ukraine. Kính thưa bạn, thì tình hình hiện nay các bạn thấy là đang sôi động mà những gì đang diễn ra trong 24 giờ. Nhưng cái điều lạ lùng nhất từ Anh Quốc nhận định cho rằng lẽ ra Nga phải đáp trả cái ngày này rất là đáng sợ. Chẳng hạn như năm 2023 vừa qua và cũng như năm 2022, Nga tấn công một cách quyết tử chưa từng có. Tấn công vào lực lượng quân đội Ukraine, phá hủy cơ sở hạ tầng bằng tên lửa. Ước tính ngày hôm nay thì nói tên lửa của Nga đã bắn vào Ukraine trên dưới gần 6.000 quả tên lửa đủ loại, ở trong đó có cả loại tên lửa dược âm Zhinchia. Nhưng bây giờ thì Nga hoàn toàn chỉ tấn công một cách yếu ớt từ máy bay không người lái và lẫn cả tên lửa. Và Nga có chủ động một cuộc tấn công lớn hay không? Theo Anh Quốc nhận định cho rằng là điều kiện này Nga có thể khó, nhưng phải mất nhiều thời gian để Nga sản xuất vũ khí. Đó là chi tiết về tình hình hiện tại cuộc chiến. Còn riêng về khu vực ở tại Donetsk và Lugansk hiện đang diễn ra trong ngày hôm qua và rạng sáng hôm nay, Nga tấn công quyết tử nhưng bị lực lượng quân đội Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công đó, đặc biệt nhất là ở khu vực miền bắc của Arinka cũng như ở tại Kupiansk và Gobot. Kính thưa bạn, thì tại sao Nga lại tấn công ở khu vực này? Theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết, đặc biệt nhất là tham mưu trưởng Ukraine ông Zyky, ông cho rằng hiện nay là Nga phải tạo một điều kiện, một tiếng giang, tức là Nga muốn chứng tỏ rằng lực lượng quân đội của Nga ở miền đông vẫn còn có một vị trí hùng hậu và sẵn sàng để tấn công. Lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công đó, làm cho quân của Nga thiệt hại trên dưới 120 mấy người và cũng như một số bị thương. Tính tổng số, theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông Zyky, ông cho biết là trong 24 giờ qua, là ở rạng sáng ngày hôm nay ở tại Arinka, lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi và làm cho 235 binh sĩ của Nga đã chết và bị thương, cũng như Ukraine phá hủy một hệ thống pháo tự hành, một khối 120 ly và phá hủy một xe tăng của Nga. Thì nói về hình ảnh xe tăng của Nga hiện nay, kính thưa bạn, qua Nga đã trưng bày và cũng như luôn cả Ukraine cũng đã trưng bày những đoạn video từ máy bay không người lái mà Nga đã giới thiệu bị Ukraine gian lận phá hủy. Nói đến chiếc xe tăng của Nga, bây giờ thì nó thuộc về chuồng bò, không phải chuồng bò, mà là chuồng gà cũng không phải chuồng gà, chuồng chó cũng không phải là chuồng chó, mà là bao phủ cả chung quanh. Và những cái thép nặng, đó là một trong loại xe mở đường đầu tiên giờ phá mìn dân dân. Nhìn qua hình ảnh chung quanh chiếc xe trở nên u tối và cũng có thể nói nó cũng như là một đống xác dụng. Hiện tại thì lực lượng quân đội Ukraine chưa có phá hủy loại xe tăng này, nhưng Nga đã tuyên bố rất nhiều về hình ảnh đó. Bên cạnh đó, xe bọc thép của Nga
mà các bạn nhìn thấy nói là xe bọc thép của Nga bây giờ nó trở thành xe cây. Nó không còn là xe bọc thép nữa, vì Nga lấy tất cả các gỗ, như vậy là bao phủ cả chiếc xe chung quanh trở thành gỗ để bảo vệ chiếc xe bọc thép. Vì Nga bây giờ đã đang thiếu thốn về xe bọc thép. Nhìn qua tình hình chiến trường, tức là Nga đang cạn kiệt nguồn lực vũ khí, đặc biệt nhất là với xe tăng và xe bọc thép. Thời gian gần đây các bạn đã thấy là chưa bao giờ nghe nói là Ukraine phá hủy một ngày chục chiếc, hai chục chiếc, không có nữa. Vì Nga trốn mất hết tất cả các loại xe tăng và xe bọc thép, và còn lại về ở tại tỉnh Quốc mà Ukraine đã tịch thu xe của Nga. Như vậy trên dưới hiện nay là khoảng 20 chiếc từ T-62, T-80, T-72 và luôn cả T-90M của Nga. Là một trong con số khổng lồ nói đến lực lượng quân đội Ukraine tịch thu xe của Nga. Ông nào cũng đứng lắc đầu hết. Những binh sĩ của Ukraine nói trời, xe này làm sao chiến đấu? Như vậy là lên đề máy không nổ, kính thưa bạn. Bị bỏ lại, tức là khi giữa cái lúc mà trận chiến đang áp đảo thì xe đề máy không nổ, quân của Nga phải bỏ của chạy lấy người. Sau khi đó, lực lượng quân đội Ukraine đến để tịch thu. Thì những chiếc xe này hư hại ở bên ngoài có thể 10 đến 15% qua những cuộc gia chạm cũng như luôn cả lội dầu xin lầy và bị ảnh hưởng cày xớt hai bên. Thì ảnh hưởng này không nặng nề, Ukraine sẽ sửa chữa lại là bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, tình hình ở tại miền Đông hiện nay thì Nga đã rút quân và lợi cho cơ hội mà lực lượng quân đội Ukraine tiếp tục phản công nhiều hơn nữa về cái rằng là tình hình ở miền Đông trong 24 giờ. Đó là chi tiết về tình hình ở tại miền Đông. Thì một trong tin tức nói đến về tình hình đất nước Nga, vào ngày hôm qua, lực lượng quân đội Ukraine tiếp tục tập kích vào những khu vực của Nga, đặc biệt nhất là Mariupol, kính thưa bạn. Thì nói đến Mariupol là trong những ngày qua đã liên tục hứng chịu những trái hỏa tiễn HIMARS của Ukraine và cũng như luôn cả máy bay không người lái đã tấn công vào ở thành trì ở vùng thuộc về nhà máy gang thép Ayo Mariupol. Thì bây giờ hầu như phải nói là trong ngày hôm qua Ukraine đã đạt được nhiều thành công, phá hủy cùng lúc hai kho đạn lớn ở tại Mariupol, mà với hệ thống F-300 của Nga câm mồm, hầu như không còn hệ thống F-300 nữa, mà theo các báo chí bình luận cho rằng là Nga đã rút về để bảo vệ những khu vực mà trọng yếu ngày hôm nay về ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Còn lại về tình hình nhà máy lọc dầu ở tỉnh Quốc, ây cha, chuyện còn thê thảm nữa kính thưa bạn. Bây giờ nó cháy, phải nói là bước sang tuần lễ thứ ba và có thể là cuối tuần tới này chưa chắc đã chấm dứt và vẫn tiếp tục cháy. Ngay bây giờ từ cháy rừng ở nơi đây nó cháy lan qua và qua tới nhà của người dân trong khu phố của người dân Nga thì nó lên tới là 1.500 cây số, là một trong con số khổng lồ. Khu vực mà bị cháy rụi và bình địa tính luôn cả rừng là 150 cây số, bị ảnh hưởng xa ra ngoài đến 1.500 cây số vì khói bụi cũng như hít thở mà người dân bị ảnh hưởng. Nga bắt buộc phải sơ tán lên tới là 30-40 ngàn người ở khu vực này. Hiện nay tất cả các nhà máy lọc dầu khu vực ở tỉnh Gostro này như sao, mà theo các báo chí bình luận và hình ảnh của Nga cũng đã tung tin, nói bây giờ tất cả các bồn chứa dầu xung quanh ở ngoài bao lưới, bồn chứa dầu đang bị ở tù và lo sợ rằng máy bay không người lái sẽ tập kích tấn công, vì vậy họ làm lưới thép ở bên ngoài với sắc khoảng một ngón tay cái này, như vậy là bao phủ lên trên và chung quanh. Thì như vậy có nghĩa là không bị trúng hay không, không bị ảnh hưởng hay không, điều này chưa biết. Nhưng bây giờ thì Nga bắt đầu đang trưng bày và những hình ảnh đó là ngăn chặn về máy bay không người lái của Ukraine. Đó là cái giải pháp hiện nay, những gì mà các báo chí bình luận. Một trong tin tức đang sôi động về Nga hôm nay cũng như từ Ukraine và lẫn cả Nga, hai bên đều bác bỏ những thông tin đặc biệt về chi tiết hôm nay. Nó là Ukraine không bao giờ đàm phán bí mật lợi với Nga bất cứ trên mọi điều kiện nào, mà chúng tôi phải đàm phán một cách minh bạch. Thì cũng theo lời của bà phát ngôn nhân của Nga, bà Yakhakova, bà khẳng định một điều là chúng tôi không bao giờ đàm phán với Ukraine
qua những gì mà các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là báo Washington Post, đăng tin về vấn đề một cuộc bí mật đàm phán với nhau về năng lượng vào mùa đông tới đây. Chuyện gì xảy ra với Nga mà báo chí lại phanh phui ra điều này? Kính thưa bạn, nếu nói là đột nhiên báo chí tung tin về vấn đề việc đàm phán bí mật mà giữa hai quốc gia không có, thì cái vấn đề này hơi bị kỳ, vì có lửa mới có khói. Khi báo Washington Post đăng tin là qua lời đe dọa của Tổng thống Zelensky cũng như luôn cả Bộ Quốc phòng và Tham mưu trưởng Ukraine, ông Zelensky, ông nói là mùa đông năm nay, đất nước Nga sẽ hứng chịu một cái cảnh là tồi tệ về mùa đông, giống như Nga đã từng tập kích vào Ukraine vào năm 2023 và năm 2022. Họ phá hủy hệ thống là mạng lưới điện mà người dân của chúng tôi phải hứng chịu một cách thê thảm chưa từng có, phá hủy hoàn toàn với hệ thống điện của chúng tôi từ nhà máy điện và cho đến những mạng lưới điện. Thế bây giờ trong năm nay là năm Nga phải hứng chịu một cảnh tàn khốc đó, thì Bộ Năng lượng của Nga hốt hoảng và bắt đầu một cuộc đàm phán giữa hai quốc gia yêu cầu như vậy trong năm nay, năm 2024 và bước đầu năm 2025 là vào mùa đông giá rét, thì hai bên sẽ hoàn toàn không tấn công vào mạng lưới điện. Kính thưa bạn, thì Ukraine bác bỏ thông tin đó và cho rằng chúng tôi không bao giờ đàm phán, thì bà Yakhakova cũng bác bỏ điều đó. Bà nói Nga cũng không bao giờ đàm phán, chứng tỏ cho thấy là Nga đang hốt hoảng. Nếu như mùa đông khắc nghiệt ở đất nước Nga, một cái giá lạnh ở lên tới là 30-40 độ trừ, kính thưa bạn, mà nếu như bị cúp điện, người dân Nga phải làm gì? Tức là không có đường sưởi ấm, chết chắc. Đó là cái bí quyết hiện nay mà Ukraine đã lên tiếng, làm cho Nga hốt hoảng và phải đưa ra những sự vụ mà đàm phán với nhau và yêu cầu hai bên ngừng ngay về việc tấn công vào mạng lưới điện, theo như gì từ báo Washington Post đã đăng tin. Thì hiện nay đang từ chối với nhau và hoàn toàn coi như là không nhìn nhận giữ sự vụ đó. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới về đất nước Nga cũng như cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra như thế nào. Điều đặc biệt nhất là với một trong tin tức đang sôi động ngày hôm nay, theo các báo chí bình luận, qua những gì mà giữa hai bên đang bàn bạc với nhau và âm thầm để nêu ra vấn đề, và từ lời của Tổng thống Zelensky, ông đặt vào vấn đề của Putin. Ông nói tôi bắt buộc Putin phải ngồi vào cuộc đàm phán vào năm nay, và không có Putin không có chạy đường nào khỏi về việc ngồi vào cuộc đàm phán. Một cuộc đàm phán phải công bằng là Nga phải trao trả lãnh thổ đất nước Ukraine, còn nếu như bằng không, chúng tôi sẽ tấn công vào Moscow và lẫn cả Saint Petersburg. Kính thưa, với vũ khí hiện đại ngày hôm nay của chúng tôi ở tầm bắn vượt mức 1.000 cây số và bất cứ nơi nào chúng tôi cũng có thể tấn công vào mục tiêu của Nga. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Nga. Đây là cái lời cảnh cáo của Tổng thống Zelensky. Ông bữa một câu và luôn cả đảo Crimea. Và số phận cái cầu đảo Crimea hiện tại chúng tôi chưa muốn đánh hiện nay, mà chúng tôi phải tái chiếm lại lãnh thổ đất nước của chúng tôi, đặc biệt nhất là đảo Crimea. Vì vậy, sự lựa chọn của Nga hãy ngồi vào cuộc đàm phán để rút quân rời khỏi lãnh thổ đất nước của Ukraine. Đó là cái giải pháp để đi đến một cuộc hòa bình. Còn nếu như Putin tiếp tục tấn công và không chịu ngồi lại đàm phán, thì chúng tôi sẽ bước sang giai đoạn thứ hai, giai đoạn mà chúng tôi sẽ đánh thẳng vào Moscow và lẫn cả Saint Petersburg. Đó là những gì ở trong cái thời điểm ngày độc lập mà lực lượng quân đội Ukraine đã tung tin. Đây chẳng không phải là một lời đe dọa, một lời chơi tới bến luôn, chơi tới cùng luôn, kính thưa bạn. Hiện nay, vì chúng ta đang thấy hiện tại là lực lượng quân đội Ukraine hiện đang rằng ở trong cái thế chủ động tấn công, mà Nga bây giờ hãy ở trào cái thế là bị động hoàn toàn, và nhiều tình tiết khác mà ở đất nước Nga đang diễn ra trong 24 giờ. Nói đến về đất nước Nga ngày hôm nay, thì đặc biệt nhất một trong tình báo của Hoa Kỳ nói về lực lượng của Wagner cũng như cái chết của ông Virgin, hôm nay đã là 1 năm 2 ngày. Kính thưa bạn, 1 năm 2 ngày thì lực lượng của Wagner ngay bây giờ chỉ còn 1/5, tức là trên dưới hiện nay từ quân của Wagner
còn lại ở tại Belarus, cũng như ở trong đất nước của Nga. Và số quân này trên dưới hơn 5.000 người. Thì số quân 5.000 người này là họ có trung thành với Putin hay không? Hay là họ đang chờ đợi một cơ hội để trả thù cho rằng là ông chủ partner, ông Yugoslav mà chính Putin đã ám sát ông và giết ở trên máy bay gây chất nổ. Điều này chứng tỏ cho thấy là Putin đang hụt hẳn và hốt hoảng ở trước tình cảnh hiện tại, cũng như cuộc họp mà hiện nay Putin tiếp tục vào cuộc họp ngày hôm qua sau khi sử dụng là nhà tù nổi loạn, nổ súng, bắt đầu ngừng cuộc họp. Thì bây giờ từ Putin và lẫn cả tham mưu trưởng của Nga cũng như Bộ Quốc phòng và tất cả các ban ngành đề cập đến về tình hình đất nước Nga hiện đang chuẩn bị có một nổi loạn sắp tới. Hiện nay dấu hiệu cho thấy là từ người dân và lẫn cả những bang của Nga là họ có dấu hiệu đang chia rẽ và tình hình đang ở trong cái trầm trọng, thê thảm chưa từng có. Những gì mà qua lời Bộ trưởng Bộ phòng và Tham mưu trưởng đã lên tiếng về dấu hiệu cũng như kế hoạch để phản công giành lại ở tỉnh Khuất. Hiện tại thì theo dấu hiệu này, Putin đã lên tiếng là phải ngăn chặn hết tất cả với lực lượng của quân đội Ukraine, hãy đáp trả cho họ những cái cú đòn rất là đau đớn, những cú đòn chớp nhoáng chưa từng có. Thì bây giờ không biết Nga đáp trả cái gì, cú đòn gì kính các bạn, nhưng bây giờ thì lực lượng quân đội Ukraine đã chiếm lấy lên tới là 1.300 cây số và gần 100 khu định cư có thể trong tuần tới hoặc cuối tháng này. Ít nhất Ukraine cũng chiếm được là khoảng 111 khu định cư mới ở lãnh thổ của đất nước Nga. Còn lại và Ukraine có thể tấn công vào ở bên ruột và lẫn cả Ryan. Tức là hai khu vực này gồng kìm cho Nga, bắt buộc Nga phải rút quân rời khỏi ở khu vực Đông Bắc. Hiện tại mà Nga đang dùng lực lượng là để Nga chứng tỏ rằng sức mạnh của Nga vẫn còn ở khu vực miền Đông hiện nay. Thì theo tin tức mà từ Bộ phòng của Nga đã công bố nêu ra vấn đề giải pháp hiện nay, từ tham mưu trưởng và Bộ trưởng Bộ phòng muốn lấy lại ở tại vùng quốc này để giành lại là đẩy lùi lực lượng quân đội Ukraine trở về biên giới, thì phải mất một thời gian dài 6-7 tháng. Nhưng giới binh lực hiện nay mà với hai quân đoàn của Nga thì không phải là đối thủ với lực lượng quân đội của Ukraine trên dưới 10.000 quân. Thì phía Nga đã công bố như vậy. Thì Nga cũng báo cáo về tình hình trong 24 giờ hiện nay kể từ ngày 6 tháng 8 của năm 2024 mà lực lượng quân đội Ukraine đã đột kích vào ở tỉnh Khuất. Thì hiện tại ngay bây giờ giới quân số của Ukraine đã bị thiệt mạng lên tới là 5.700 người và phá hủy như vậy từ xe tăng lẫn cả xe bọc thép và xe chở quân gần 200 chiếc theo những gì từ Nga đã công bố. Thì cái chuyện Nga công bố thì trên trời dưới đất không mà kính thưa bạn, nó mới dữ tợn lắm, cũng như đặc biệt nhất là dưới báo chí Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Dân Trí hay là báo nhiều báo của Đảng Cộng sản Việt Nam và luôn cả trên đài truyền hình luôn tung tin những tin tức là Nga chiến thắng, nhưng mà không thắng đâu, đó là tin tức giỡn không thôi kính thưa bạn, tin tức giỡn không thôi. Điển hình nhất là ở tại Donetsk, ở chiến trường ở miền Đông mà Nga tấn công một cách như vũ bão, nhưng cuối cùng bị lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi. Thời gian như là gần một tháng nay thì Nga chỉ chiếm được duy nhất đó là ở tại New York, một trong ngôi làng nhỏ, và kế tiếp là hiện đang ở trong cái trình trạng sôi động nhất hiện nay đó là Torres, nơi khu vực mà gần lân cận là giới New York hiện nay, Nga vẫn không chiếm được ở khu vực nào. Giữa lúc lực lượng quân đội Ukraine đang gặp những sự khó khăn từ tân binh mới và nhiều chi tiết khác, thì Nga vẫn không chiếm được, thì làm sao chiếm được nếu như Nga giỏi vậy, tài tình, đâu có gần 3 năm nay chưa lấy được ở đâu hết, kính thưa bạn, mà bị lực lượng quân đội Ukraine dố cho một trận, làm cho Putin phải nói điên đầu nhức óc, chứng tỏ cho thấy ngay bây giờ với sức mạnh của Nga, chỉ có ở ngoài tiền tuyến, bên trong rỗng tét. Vì vậy chính lời của Tổng thống Zelensky, ông đã nêu ra, ông nói nếu không ngồi vào cuộc đàm phán, ông sẽ đánh thẳng vào ở tại Saint Petersburg và trực tiếp thẳng đến Moscow
từ San Petersburg đến Moscow chưa đầy 500 cây số, nhưng với hỏa tiễn và máy bay không người lái của Ukraine hiện nay, kính thưa các bạn, thì đã vượt mức xa và họ có thể quấn cho Nga phải nói là trở tay không kịp. Vì cuộc chiến là chính hiện nay Tổng thống Zelensky ông muốn dời cuộc chiến ở trong lãnh thổ đất nước Nga, đặc biệt nhất là mùa đông sắp tới. Tại sao kế hoạch của Ukraine phải là chuẩn bị vào mùa thu và đánh tiếp đến mùa đông? Vì giữa mùa hè, ông muốn rằng để cho binh sĩ của ông giờ được nghỉ ngơi, giờ được thoải mái, vào cái mùa hè được nắng ấm tốt. Nhưng mùa đông thì khác. Mùa đông cần phải có sinh lực để chiến đấu. Vì vậy, ông chọn vào mùa đông. Năm nào cũng vậy, các bạn thấy cuộc chiến gần 3 năm nay là hoàn toàn một cuộc tấn công vào mùa đông và kế tiếp là mùa xuân. Vì vậy, thời điểm hiện tại là theo những gì từ Ukraine đã nhận định là bước sang mùa đông. Như vậy là Nga không còn xe tăng và bắt buộc Nga phải phòng thủ từ xe bọc thép xe tăng bị sình lầy và cũng như Nga không thể tấn công được. Còn lại về bộ binh của Nga với sử dụng bằng mô tô hay là xe cát cát. Tất cả loại này là dục bỏ, không còn đi được nữa vì trời tiết. Một, hai là Nga là bị máy bay không người lái săn lùng. Vì vậy, với những chiếc xe này không sử dụng được, đây là lợi thế cơ hội của Ukraine qua những gì mà các báo chí bình luận. Và thậm chí luôn cả Bộ Quốc phòng của Nga cũng công bố với Putin điều đó. Vì vậy, hiện nay, tức là Putin đang tiến thoái lưỡng nan vì Putin đang bị lúng, cái đó là lúng, lúng, lúng te tô luôn. Thì còn lại về tình hình đất nước Nga ra sao với sự phản ảnh của người dân ngày hôm nay, nói đến ngay bây giờ, thì con số người tị nạn về chiến tranh đi tản cư khắp nơi lên tới là hơn 300.000 người, là một trong con số khổng lồ mà ngay bây giờ các trại tị nạn mà người dân lan la ó với Putin và yêu cầu Putin phải giải quyết về vấn đề nhà cửa của họ, cho họ về nhà. Thứ nhất, thứ hai, vấn đề lương thực và lo cho họ ăn. Kính thưa bạn, vì Putin vừa qua đã lên tiếng là hỗ trợ cho mỗi người dân như vậy là 15.000 rúp, tương đương với 165 đô la. Nhưng ở tại đất nước Nga hiện nay, về kinh tế lạm phát, 165 đô la này họ được làm gì? Kính thưa bạn, ăn ngày hết rồi. Nếu mà gia đình 5-6 người coi như là xong phim. Vì vậy, trước tình cảnh hiện nay là Putin đang rối trí và cái giải quyết nào để cho đất nước của Nga được ổn thỏa. Ngay bây giờ thì Nga đang bị rơi vào tình trạng là cấm vận về kinh tế từ Hoa Kỳ và cả NATO. Hiện nay cũng như Tổng thống Biden, ông tuyên bố là 400 cá nhân của Nga và trong đó có cả Trung Quốc hãy nhận một cái hậu quả thê thảm nhất chưa từng có. Về vấn đề cấm vận, những thời gian vừa qua mà các bạn đã thấy không hiệu nghiệm, như chuyến này là Putin tấm đòn hiệu nghiệm. Tổng thống Biden và luôn cả Hiệp hội châu Âu đã công bố với tất cả các công ty từ Trung Quốc hay là ở tại quốc gia hiện tại Pháp, châu Âu, Hoa Kỳ, công ty nào làm ăn với Trung Quốc và bán những hệ thống chip bán dẫn hay là CAD/MEA về hệ thống điện tử cho Trung Quốc và để tạo thành vũ khí để tấn công vào Ukraine, họ sẽ nhận một cái kết rất là thê thảm và tăng gấp hàng chục lần thế với những công ty này. Và bây giờ những công ty này đâu có ai dám làm cái chuyện đó, kính thưa bạn. Lạng quạng nó bữa phát là chết chắc. Mà các bạn biết mỗi khi bị cấm vận điều đó, thí dụ nói một trong công ty sản xuất về chip bán dẫn ở tại châu Âu, nhiều quốc gia, nhưng khi họ bắt đầu bắt thì họ không phải là họ tính vào cái ngày ban hành luật đó, mà kể từ cái ngày mở rộng công ty để sản xuất chip bán dẫn hay là bán cho quốc gia khác, thì tính thế từ cái ngày đó họ bục một phát coi là phá sản luôn, chết chắc, không có công ty nào dám làm chuyện đó hết. Vì vậy là Nga ngay bây giờ bắt buộc phải có những hệ thống này để sản xuất vũ khí từ tên lửa, xe tăng, máy bay và tất cả mọi thứ khác, nhưng nó lại đắt đỏ nhiều hơn. Thay vì ví dụ một cái tên lửa trước kia Nga sản xuất và chỉ có như vậy là khoảng 10.000 đô la. Xin lỗi các bạn nha, đây là thí dụ chứ không phải là con giá rẻ mạt này đâu, 10.000 đô la. Nhưng thời điểm hiện tại này thì Nga sản xuất một cái này họ mất đi 150.000 đô la. Thì các bạn cứ tính đi, con số nó nhân lên gấp mấy chục lần. Thì Nga làm sao chịu đựng được? Putin chết chắc vấn đề này. Bởi vậy người ta mới nói là Putin nghĩ rằng báo hiệu cho sụp đổ sắp tới.
chế độ của Putin, thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới về Nga phát triển vũ khí ra sao. Bây giờ vũ khí Nga đã trưng bày hết rồi, không còn gì hết, chỉ còn vũ khí hạt nhân thôi. Thì chúng ta hãy chờ xem về tin tức tại Nga. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại châu Âu. Trong 24 giờ, cục diện châu Âu đang sôi động, đặc biệt nhất là Pháp hôm nay đã bắt một trong các nhà sáng lập báo chí của Nga, đó là hãng thông tấn Telegram. Ông cũng là một giám đốc điều hành, hiện tại ông mang hai quốc tịch Pháp và Nga. Thì ông đã đến ở Romania và sau khi đó ông đi máy bay riêng đến ở tại nước Pháp sau khi hạ cánh ở phi trường Pháp thuộc Bucharest, kính thưa bạn. Thì tức tắc bị lực lượng an ninh của Pháp bắt giữ ông. Và cuộc bắt giữ này như thế nào? Hiện nay thì Nga đang lên tiếng. Giữa lúc bắt giữ thì nhân vật đặc biệt là giám đốc nhà báo của Telegram, ông Yugot, ông tức tắc điện đàm lại với Lagos, Bộ Ngoại giao của Nga và luôn cả phát ngôn nhân của Nga, bắt đầu đang rùm beng lên và đang kêu gọi hãy tìm cách để giải thoát cho ông. Và chính phủ Pháp đã bắt buộc ông vào tội, tức là ông đang có dính líu là với mafia, ông là người đồng lõa, và trong khi đó ông còn một trong cái tội là ấu dâm trẻ em, ấy cha chết chắc.